Nam Căn là địa danh gắn liền với những con sông, cửa biển lớn ở Cà Mau như Bồ Đề, Cửa Lớn. Hương phù sa của nước biển mặn tạo nên danh tiếng cho các loài thủy hải sản sinh sôi nảy nở trên vùng đất này. Trong đó, nước tiếng nhất vẫn là cua Nam Căn. Đệ nhất cua ngon của vùng đất cực Nam Tổ quốc này còn giúp biết bao gia đình vươn lên khấm khá. Và để khai thác nhiều hơn nữa giá trị kinh tế, nhiều nông dân nhọc lòng với việc khai thác sản phẩm chế biến, như câu chuyện khởi nghiệp của hợp tác xã sau đây. Xuất phát từ trăn trở làm sao để đặc sản của Nam Căn nâng giá trị và được đi xa hơn, chị Mai Thị Thùy Trang, giám đốc hợp tác xã Tài Thịnh Phát Farm ở xã Tam Giang, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau, là người tiên phong mở rộng thị trường, tìm đầu ra cho các sản phẩm. Ban đầu chị thử nghiệm vài chục ký cua bóc vỏ, sau đó cấp đông hoàn thiện quy trình. Sau nhiều lần thất bại, chị dần đúc kết được kinh nghiệm. Trung bình mỗi ký sau khi bóc vỏ sẽ còn được 150 gram thịt cua. Khó nhất với chị là làm sao để đẩy nhanh các công đoạn bóc tách vỏ, đảm bảo thịt cua tươi đạt tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm. Để mà cái chất lượng sản phẩm, thành phẩm, chất lượng đến người tiêu dùng ok nhất thì mình phải chọn nguyên liệu cua đánh bắt lên, đúng cua của Nam Căn Cà Mau dùng nguyên liệu của Tài Thịnh Phát Farm đang quản lý. Thì đánh bắt lên phải cua cái còn tươi sống, sau đó đưa vào gia nhiệt, làm sạch rồi gia nhiệt rồi phải có công đoạn là lấy thịt. Mình lấy thịt làm sao, cái công đoạn lấy thịt để kiểm soát, phải kiểm tra, tại vì trong quá trình lấy thịt nó có nhiều cái mảnh vỏ cua, phải kiểm soát nhiều công đoạn, qua nhiều công đoạn rồi người kiểm chéo với nhau, rồi mới đóng gói, rồi hút chân không rồi đưa vô cấp đông sau. Hợp tác xã còn giúp xây dựng ổn định dùng nguyên liệu, nâng thu nhập cho hơn 50 hộ trên địa bàn khi tham gia liên kết nuôi với gần 1.500 hectare. Trừ hết chi phí, hiện mỗi tháng hợp tác xã có lợi nhuận từ 30 tới 40 triệu đồng. Trước đây thì ở đây thì gia đình của mình là làm vuông, nhưng mà thân cũng như là ở trong cái năm có khi đạt khi hông nuôi tôm nuôi cua đó, khi đạt khi hông thì từ lúc mà có hợp tác xã này làm tới giờ tạo công ăn việc làm cho chị em, một ngày là mình thu nhập khoảng từ 150 tới 200, cũng như tùy theo là cái tay nghề của chị em. Nói chung là cũng như có hợp tác xã ở đây sẽ tạo công ăn việc làm cho chị em, cũng như là cho gia đình mình có một thêm thu nhập ổn định hơn chút. Hiện sản phẩm thịt cua của hợp tác xã đạt chứng nhận OCOP 3 sao, 10 sản phẩm khác từ tôm, cua cũng có chứng nhận an toàn, chất lượng và được tiêu thụ tại nhiều siêu thị, cửa hàng thực phẩm trên cả nước. Những thành công bước đầu giúp chị Trang và nông dân tỉnh Cà Mau có thêm kỳ vọng trên hành trình đưa đặc sản cua Nam Căn vươn khơi.